Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình có một cây máy cắt cỏ muốn giới thiệu các bạn nha. Cây máy cắt cỏ này là nó cái hệ đeo lưng nha các bạn. Là máy ba lô đó. Các bạn xem tổng thể nó nè. Cây đeo lưng ba lô này nó có cái đến từ thương hiệu của Kiorit ha. Nó có cái tên riêng phía sau đây các bạn. Các bạn xem ha. Đây nó là cây ERMB 311. Cây 311 này nó có cái nòng là 37 ly nha các bạn. 311 này nó có nòng là 37 ly. Mình lộn các bạn, không phải 311 đâu, nó là 341 các bạn. 341. Đấy. Mình lộn nha. Đó là 341 ha. Cây 341 này nó có cái nòng là 37 ly nha các bạn. Nòng là 37 ly với tình trạng đẹp xuất sắc luôn. Các bạn xem nè. Đấy. Đẹp tuyệt vời, đẹp như dây nhăng luôn. Từng chi tiết này, nó không có điểm trừ các bạn. Từng chi tiết nó tất cả đều là điểm cộng hết, không có nào điểm trừ hết ha. Kể cả dây đeo ha, đệm lưng rồi cũng vậy, kể cả chế quạt khí ha, chập giật đều không có điểm trừ hết các bạn. Đây, mà xem ha, cái này là khóa xăng nha. Các bạn thường các bạn khi các bạn chạy á thì các bạn mở xăng ra ha, khi các bạn muốn dừng thì các bạn khóa xăng lại ha, khóa xăng lại rồi tự nó tắt á. Lần sau các bạn mở xăng ra các bạn giật phát một, hoặc là các bạn để luôn cũng được, nhưng mà để luôn thì nó không có đã bằng khóa xăng lại nha. Cái này mình đã test test thử rồi. Mình mở xăng thường xuyên luôn, vẫn không có bị rò rỉ xăng nha. Cái bình xăng này nó rất là mới luôn các bạn xem. Quá cáo luôn. Các bạn thấy cái khóa xăng này là các bạn thấy nó mới cỡ nào rồi ha. Nhìn cái đồng máy nó mới cỡ nào, di dịch nó nè, tinh luôn. Bồ lửa nó ra đây ha, bồ lửa đây. Cây 341 này là nó 37 ly nha các bạn, nhưng mà nó cái hệ nó là hệ nồi đồng cối đá nha. Dền dài bánh chấn to đùng luôn, 37 ly. Hệ nồi đồng cối đá. Phía sau nó đây các bạn, cực chắc luôn, cộng tắc zin đó này. Chưa có, ở ngoài nó còn cái bao ha các bạn, lột cái bao này ra ở trong nó mới cáo luôn, vàng ngính luôn nha. Đây, hệ thống dây công tắc nè. Ở đây cái hệ thống này nó có, ở đây nó có cái xúc kết nha, xúc kết nối dây công tắc. Các bạn đưa ra vậy thì nó, các bạn kéo cái dây này ra khỏi cái mấu này ha, các bạn đưa lên, các bạn máng vào, các bạn kéo ra để vô ha, rất là dễ, các bạn nhìn thấy là làm được liền ha ha. Để mình để xuống rồi mình làm cho các bạn xem ha. Đây, đây mình nắm vậy, mình kéo ra nha các bạn. Đây mình kéo ra nè, kéo ha ha, kéo ra nó khỏi cái này là mình dỡ lên ha, rồi mình mở móc ra thôi, vậy đó, rất đơn giản. Rồi mình để vô, mình cũng để ngay cái móc này mình để vô hả các bạn. Đấy, đó, nó vô khớp rồi đó, rất là dễ. Các bạn nhìn thấy mở ra là các bạn thấy biết đường ráp liền hả. Xong các bạn kéo cái này lên ha, cho nó bảo vệ, cho nó kín đáo lại ha. Ở đây nó ở tại cái khớp này nè, nó cũng có cái xúc kết nối cần láp đây các bạn. Đây, ở đây nó có cái chốt đây ha, các bạn bấm vào, các bạn lắc 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 các bạn. Bạn lấy cần láp ra ha, rồi khi gắn vô cũng vậy, các bạn lắc 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 rồi nó nhảy cái cục. Khi đưa vô các bạn cũng bấm nha, bấm sáng gì đưa vô, các bạn buông ra, các bạn lắc 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 là nó nhảy vô cái cục mới nó dính, khóa nó tự động nó khóa lại luôn các bạn. Đấy, cái đó là hệ thống xúc kết dây ga với cần láp ha. Cần láp rất là đẹp các bạn. Tay nắm này ha, tay ga đây ha, tay nắm phía trước nè, cần láp nó nè, cần láp này là 25 nha, 25 ti bỉ ly bỉ khía ha,
Đây là cái cùi của nó nè, cùi xin của dòng Kiorit ha, dòng Echo Kiorit nó có ba cái mũi tên đây nè các bạn, ba mũi tên nè. Đây. Đó. Echo Kiorit là dấu hiệu nó vậy các bạn, em re luôn ha, chống dính cỏ nó rất là đã luôn, dày dặn nha các bạn. Dòng Kiorit thì nó là nó thiết kế như vậy ha, ở dưới này thì nó cầu kỳ dữ nữa, nó có cái chống mài mòn nè, nguyên khối ha, còn ốc nó nằm vô đây ha. Cái này cái tiếp mở ghi mở được các bạn, cái tay này tại vì cái con ốc này là con ốc 13 nha, cái tiếp mở ghi mở được ha, bình thường đấy, ốc 13 nha. Đây, các bạn có thấy rõ không, nó hơi án bóng tối chút ha, em re luôn, rất là chất lượng luôn, máy mới tinh luôn. Đây tổng thể cái máy này các bạn, đây nó là hệ đeo lưng ha, ba lô đó các bạn, rất là dữ luôn các bạn, theo tinh âu luôn, xuất sắc luôn. Đây, các bạn quan sát xem đẹp như đập thùng các bạn. Rồi để mình nổ thử chứ, rồi mình lên ga cho các bạn xem nha. Cái hệ bình xăng trên này nó không cần bơm xăng nha các bạn, chỉ cần đóng e thôi, đôi khi cũng không cần phải đóng e các bạn, nó nhạy dữ dội lắm. Đây, cái e gió nó đây các bạn, nhiều khi các bạn cũng không cần phải đóng e nữa nha, e nó nè ha, nhiều khi các bạn châm xăng vô giật nổ không cần phải đóng e, còn xăng nó nằm sẵn các bạn dựng là giật là nổ, giật là nổ chứ không cần phải đóng e đóng gì hết trơn. Thì mình nói vậy thì các bạn về trải nghiệm biết liền ha. Mình để tại vì mình làm cái máy xong mình để 2-3 ngày, 2-3 hôm mình test cái máy thường xuyên hoài, chứ không phải là mình nói vậy là nói mà không có thực hiện đâu. Mình đã thực hiện rất là nhiều lần để y nguyên vậy ha, giật là nổ thôi ha, không cần phải làm gì hết. Cái trường hợp đó là trường hợp bạn không khóa xăng nha. Nhiều khi cái trường hợp bạn khóa xăng các bạn để lâu quá thì nó sẽ bốc hết hơi xăng dưới này, để nó bảo vệ cái bình xăng mình không đóng bận cặn bẩn ha. Còn các bạn để xăng chảy luồn tuôn như thế này, từ trên này cũng có xăng chảy dài xuống đây, khi mà nó hết, nó cạn cái bình xăng trên này, nó cạn cái chế hòa khí dưới này, tại vì này nó bốc hơi nha, xăng thì lúc nào nó cũng bốc hơi ha, nó cạn cái chế hòa khí, nó cạn bình xăng này, nó sẽ còn thừa lại một cái chất keo cặn bẩn của những cái trong trong nhớt nó lọc không sạch ha, trong xăng nó lọc không sạch, nó sẽ còn một cái chất cũng như là keo vậy các bạn, nó sẽ làm tắt cái bình xăng của mình. Cho nên khi là mình không sử dụng lâu dài vài tháng đó, thì mình phải lấy hết xăng ra ha, khóa xăng hoặc là khóa xăng lại ha, chạy cho nó nổ hết xăng dưới chế hòa khí, các bạn tắt, các bạn cắt mười mốt đổ xăng vô là phát là nổ thôi. Các bạn đừng nhớ, đừng có ngâm xăng 2-3 tháng nha các bạn, nhớ dùng máy gì cũng vậy, không dùng thì không đổ xăng. Cái nhà chế tạo cũng vậy, từ khi nó chế tạo xong nó test máy rồi nó cũng chắc xăng ra hết các bạn, nó đem về nó đóng thùng rồi nó gói lại nha. Nếu để xăng là nó đóng cặn, nếu các bạn không để xăng là lấy gì đóng cặn nó, cho nên khi đổ xăng lại là nó nổ thôi ha. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem, hơi quá dữ luôn các bạn, nghe hơi chưa, hơi chưa, hơi chưa, rồi mình nổ nha. À, mình đã làm máy nhiều năm rồi thì cây 341 này nói thật các bạn là cái tiếng nổ ganh ti và cái độ chậm tua của nó chưa từng có cây nào có như vậy ha. 341 này nó rất là chậm tua, do đó độ cài nó rất là mạnh luôn các bạn, đừng tưởng nó lẹ tua mà nó cài mạnh, nó lẹ tua là nó lại yếu, còn những cây máy dòng máy chậm tua thì nó lì đó, dòng máy lẹ tua thì nó ao ạt, nhưng mà dòng máy chậm tua thì nó lì. Nó lì có nghĩa là nó ủi tới đâu là nó đi tới đó, giống như máy ủi đất vậy các bạn.
Còn máy lẹ tua giống như xe đua vậy đó, nó chạy mình ên một người thì nó chạy lẹ, các bạn chạy chắc đầy xe nó chạy không nổi, là lẹ tua. Còn chậm tua nó lì 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 lì, nó ủi như là xe lu với xe ủi đất vậy đó, nó lì 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 nó bường tới hoài, đó là chậm tua. Chứ các bạn đừng nghĩ nó lẹ tua là nó mạnh, không có phải, lẹ tua là nó nhanh thôi chứ nó không có mạnh. Rồi để mình nổ thử lại cho các bạn xem ha. Đấy, các bạn nghe cái tiếng nổ gầm tì của nó kìa này không? Đấy, dòng Kyogit 341 là nó vậy các bạn. Tất cả nó mang cái chế hòa khí nào nó chạy gầm tì cũng vậy đó. À, giống như xe Lambretta ngày xưa vậy đó, cái dòng chậm tua nó vậy đó các bạn. Máy ủi mà, giống như ủi đất vậy đó. Tắt nha. Các bạn nghe tiếng gân ti nữa các bạn ghiền chưa? Lại nha. Phát nào cũng nổ hết. Yên tâm là các bạn dùng cái máy này rồi là không có tốn công giật. Giật cái một chạy hoài luôn. Đấy. À, mình ghiền cái tiếng nổ gầm ti của cây 341 này ha, 341D, 341F gì là nó cũng là 341. Các bạn đừng nghĩ là 341F ngon, 341D nó ngon. Nó khác là khác cái chế hòa khí và thiết kế tổng thể đây. Ví dụ như cây này là ba lô là nó sẽ có tên 341 khác. Còn nó là láp thì nó sẽ 341D, 341F hay này kia nọ đó ha. Chứ không phải cái máy hoàn toàn giống hệt như nhau, mà nó mang cái chế hòa khí nào nó chạy cũng đã vậy đó ha. Nghe chưa? Rồi để mình nổ lớn để quá mất thời gian của các bạn ha. Nổ lớn cho các bạn xem ha. Đây để mình để cái máy quay xa xa để cho các bạn nhìn được tổng thể ha. Lên ga nha. Đấy, các bạn thấy bắt bố cực kỳ chưa? Nè, đụng đụng cái tay ga là nó đã quay rồi nè. Đấy, các bạn thấy nó thiết kế bắt bố cực kỳ chưa? Re luôn, các bạn thấy nó êm cực kỳ không? Quá chắc, mình nói nó giống như đập thùng các bạn, cái nào nó cũng êm cả. Từ cây đáp cho tới cái dao cho tới cái tay ga. Rồi mình tắt các bạn. Rồi cái video mình giới thiệu cây Kyorit 341 hệ ba lô đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.